Thị trường bất động sản tiếp tục phát triển ổn định và nhu cầu về nhà ở không ngừng gia tăng là nhận định của các chuyên gia bất động sản trong năm 2022. Với hành lang pháp lý liên quan ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản được đánh giá đang kiểm soát tốt. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2022 có thêm nhiều dự án được triển khai, nguồn cung cho thị trường bất động sản vì vậy càng dồi dào. Dự án khu đô thị The Light City tại phường 12 thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu Hodeco làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2.400 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án triển khai trên 49 ha đang được hoàn tất giai đoạn 1 và tiến hành giai đoạn 2, góp phần cung ứng ra thị trường 490 căn hộ liên kế, 213 biệt thự, 400 căn hộ chung cư đi kèm với các tiện ích, trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà văn hóa, trung tâm y tế, công viên, khu vui chơi thể thao, vui chơi giải trí. Công ty cũng đang triển khai một số dự án nhà ở tại thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ để sớm đưa các dự án vào kinh doanh trong năm 2022. Giai đoạn 2022 thì cái thị trường bất động sản vẫn ổn định, có khả năng nó khởi sắc lên một chút. Công ty tập trung vào một cái dự án lớn như Light City, như Ngọc Đức 2, như Tây Mông Bang 2 và một số cái dự án khác của công ty. Dự án khu đô thị phố biển Marine City tại khu vực cầu Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có tổng diện tích 28,3 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD, đã hoàn thiện hạ tầng từ năm 2016. Năm 2022, chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện 150 căn nhà phố, biệt thự trong tổng số 750 căn của dự án. Bây giờ chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy nhanh và phát triển các công trình hạ tầng trên đất để đảm bảo cho tiến độ và đưa dự án vào hoạt động càng sớm càng tốt và để cho có tạo được cái bộ mặt của đô thị của địa phương ngày càng phát triển. Theo Sở Xây dựng, trong 2 năm 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 31 dự án nhà ở, khu đô thị được công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đang lập dự án và triển khai hạ tầng với diện tích khoảng 939 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là nguồn cung khá dồi dào về các phân khúc nhà ở cho thị trường bất động sản ở năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, dù trải qua 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng lượng giao dịch và giá bất động sản của nhiều phân khúc vẫn tiếp tục tăng. Hiện giá các phân khúc căn hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm giữ bình ổn giá thị trường trước sức ép của giá vật liệu và nhân công tăng, các chủ đầu tư dự án đã và đang thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các khâu triển khai dự án. Thì chủ đầu tư hoặc là như chúng tôi hoặc là các chủ đầu tư khác cũng sẽ cân đối trong cái vấn đề mà gia tăng trong cái vấn đề kiểm soát chi phí của đầu tư dự án để bù đắp lại cho cái phần mà chi phí vật liệu và nhân công tăng. Thì cho nên tổng thể chung thì về chi phí đầu tư hoặc là suất đầu tư của dự án tôi nghĩ là cũng không tăng mấy. Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới được triển khai theo tiến độ dự án được phê duyệt. Đảm bảo thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh bền vững, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện các quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản.